Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng ngày mùng 4 tháng 12 năm 2020 anh chị em, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tháng, tháng 12 Và chúng ta đang sống những ngày mùa vọng cũng bắt đầu Mới Chủ nhật thứ nhất mùa vọng Xin anh chị em, chúng ta hiệp ý với nhau trong suốt những ngày mùa vọng này Với tâm tình hớn hở, hân hoan, hồ hởi, hỷ hoan, háo hức, hồi hộp <laughs> tất cả những cái chữ hát đó hớn hở hồi hộp hân hoan háo hức hí hận nữa để đón chờ chúa giáng sinh những ngày này là những ngày tích tâm đi thưa anh chị em có nhiều nơi chưa đến được nhà thờ nhất là ở bên mỹ và âu châu đang bước vào mùa đông đang bắt đầu trời lập đông chưa em Cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vui Để mặc anh lang thang Ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới Ngỡ thầm người yêu tới mà người yêu không tới Còn đây chắc chắn người yêu của mình sẽ tới Chắc chắn người mình yêu đang tới Vì thế mà những ngày tĩnh tâm này anh chị em không phải là trong trạng thái u buồn u ám đợi chờ giống như là chờ tai họa xảy đến hoặc là chờ kẻ trộm nó đến nhưng mà chúng ta hí hửng hân hoan hồi hộp háo hức để chờ người mình yêu hay người yêu mình sắp đến những người tĩnh tâm chúng ta có tâm trạng đó nha tâm trạng đó thì tại vì thưa anh chị em một năm trôi qua quá nhiều biến cố và nhất là covid 19 nó làm xáo trộn hết tất cả nó làm cho mọi người co cụm lại không mở ra được mở ra thì chết chát sợ quá đưa bắt tay không được bắt lại gần không được lại gần rồi là mà muốn uh, hỏi thăm cũng không được đến thăm cho nên là mỗi người đôi khi chúng ta co cụm lại và lại trở thành trời lập đông chưa em cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vùi ta lại tiếp tục là lũ rơi đi ngủ vùi suốt mùa đông không ta không ngủ vùi trong suốt mùa đông này những ngày tĩnh tâm này là ngày tỉnh thức là ngày canh thức là ngày thao thức thao thức đêm nay không biết là bao mình thao thức chờ người yêu mình đến đi với tâm tình ấy chúng ta bước vào những ngày tĩnh tâm và xin anh chị em cố gắng dành những thời giờ quý báu trong ngày có thể được để nghe lời chúa tĩnh tâm và cầu nguyện cho lòng mình vui lên tôi mới nhận được một em nó báo tin con mới trải qua một cuộc khủng hoảng cuộc khủng hoảng về tình cảm nó làm cho tim con vỡ nát nó làm cho con hồi hộp háo hức rồi cuối cùng là thất vọng là tan nát vì thấy được rằng là những cái gì mình mong mình ước mình đợi mình chờ nó không thuộc về mình mà mình cứ mong mình chờ nó Mình khổ lắm Vì không được cho nên mình khổ Mà những cái nó không thuộc về mình Thì mình có tìm cách nào nó cũng không thuộc về mình Vậy thì Qua biết bao nhiêu là Thời giờ căng thẳng Trầm cảm Đóng kín mình lại Không nói chuyện với ai Không mở lòng ra với ai Rồi có khi Buồn trách chúa có khi cảm thấy Chúa bỏ rơi mình Và những người thân yêu không ai hiểu được mình Cũng không chia sẻ được với ai Nhưng cuối cùng Chúa dùng một cái biến cố Để tỉnh thức người ấy Và nói với tôi rằng là con mừng quá Trải qua cái đó Con thấy rằng bây giờ niềm vui và bình an nó đến trong con Không có gì có thể thay thế được Và cũng không có gì có thể lấy đi được Tôi nói chính con phải trải qua cái đó phải trả giá cái kinh nghiệm đó vì nếu không người khác làm thay con được không người khác chịu khổ thay con được cho nên những cái kinh nghiệm mỗi người phải tự trả giá bằng những đau khổ bằng những đau thương bằng những mất mát không ai trả giá cho mình được không ai trả thay cho mình được bố mẹ hay người yêu mình có yêu mình mấy có thương mình mấy cũng không thể nào học thay cho mình và trả giá những kinh nghiệm thay cho mình được Vì thế mà những ngày tĩnh tâm này Chúng ta cùng tỉnh thức và lắng nghe lời Chúa Để Chúa soi sáng hướng dẫn cho mình Có được cái sự bình an, có được cái hạnh phúc đó Con nói bây giờ con không ngu gì con để mất cái hạnh phúc này Mất cái bình an này Mỗi lần nhớ lại là con thấy tạ ơn Chúa Vì Chúa thương con nhiều lắm Ước gì mỗi người anh chị em cũng có được cái kinh nghiệm đó Kinh nghiệm qua thập giá đến được vinh quang. Mời anh chị em lắng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Sách ngôn sứ Isaiah chương 29 câu 17 đến câu 24. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah Đức Chúa là Thiên Chúa phán thế này Chỉ còn chút nữa, chút ít nữa thôi Núi Ly Băng sẽ lại thành vườn cây ăn trái Và vườn cây ăn trái sẽ sung xê như một cánh rừng chẳng phải thế sao ngày ấy kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy nhờ đức chúa những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi và vì đức thánh của israel những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng thật vậy loài bạo chúa đã không còn nữa quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài vì thế đức chúa thiên chúa nhà jacob đứng đã cứu chuộc abraham phán thế này từ nay Gia Cóp sẽ không còn phải xấu hổ. Từ nay nó sẽ không còn bẽ mặt thiện thùng. Vì khi Gia Cóp nhìn thấy nơi nó những công trình Tay ta đã làm, nó sẽ tuyên xưng danh ta là thánh. Sẽ tuyên xưng đấng thánh của Gia là thánh và sẽ kính úy Thiên Chúa của Israel. Những người tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết và những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy. Đó là lời Chúa. Mình xem lập lại câu đáp. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Tôi còn sợ người nào? Chúa là thành lũy bảo vệ đời tôi. Tôi khiếp gì ai nữa? Mọi điều tôi kiếm tôi xin Là luôn được ở trong đền chúa tôi Mọi ngày trong suốt cuộc đời Để chiêm ngưỡng chúa tuyệt vời cao sang Ngắm xem thanh điện huy hoàng Tôi vững vàng tin tưởng Sẽ được thấy ân lộc chúa ban Trong cõi đất dành cho kè sông Hãy cậy trông vào chúa Mạnh bạo lên Can đám lên nào Hãy cậy trông vào chúa Alleluia, Alleluia. Kìa Chúa chúng ta ngự đến uy quyền, sẽ chiêu tòa ánh quang cho tôi tơ người rạng người đôi mắt. Alleluia. Mời anh chị mở tin mừng theo Thánh mắt chương 9 câu 27 đến câu 31. Mắt theo 9, 27 đến 31. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew khi ấy đức giê đang đi trên đường thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng lạy con vua david xin thương xót chúng con khi đức giê-su về tới nhà thì hai người mù ấy tiến lại gần người nói với họ các anh có tin là tôi làm được điều ấy không họ đáp thưa ngài tôi tin Bây giờ người sờ vào mắt họ và nói Các anh tin thế nào thì được như vậy Mắt họ liền mở ra Người nghiêm giọng bảo họ Coi chừng đừng cho ai biết Nhưng vừa ra khỏi đó Họ đã nói về người trong khắp cả vùng Đó là lời chúa Thưa anh chị em, như lúc nãy chúng tôi đã nói mình đang sống những ngày tĩnh tâm mùa vọng. Anh chị em đừng quên điều đó. Và ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng bắt đầu cho một tân phụng niên một năm mới. Trong năm mới này, năm mới phục vụ của giáo hội, giáo hội theo dòng thời gian, cử hành các biến cố chính của Chúa Giêsu và câu chuyện cứu độ. Làm như thế với tư cách là mẹ, giáo hội soi chiếu đường đi nước bước của đời sống chúng ta, nâng đỡ chúng ta qua những bận bịu hàng ngày và dẫn dắt chúng ta tiến tới cuộc hội ngộ tối hậu với Đức kỳ Kitô. Đức Thánh Cha Francisco trong huấn từ truyền tin chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm B vừa rồi, ngày nói về điều đó. Ngày mời gọi chúng ta hãy sống cái mùa quan trọng đầu tiên này, đó là mùa vọng. Không phải là có nhiều người hỏi chúng ta đang sống mùa gì đây, và thư cha đang mùa mưa bão. <laughs> có người thì nói là một năm mà có mấy mùa đang sống và phụng vụ có mấy mùa vậy thư cha hai mùa mùa mưa và mùa nắng chúng ta đang sống mùa đầu tiên trong phụng vụ mùa vọng Mùa vọng giúp chúng ta dọn mừng Giáng sinh Và vì thế đó là mùa trông đợi Và là thời điểm hy vọng Đức Thiên Cha hỏi mỗi người chúng ta Và chúng ta trong những ngày tĩnh tâm này cũng tự hỏi là Vậy thì chúng tôi trông đợi và hy vọng cái gì? Trông đợi và hy vọng cái gì? Thánh Phaolô cho biết Đối tượng nơi mỗi niềm trông đợi của chúng ta Là việc tỏ hiện của Chúa Chúng ta trông đợi Chúa tỏ hiện mình ra cho mình Có những người đang mong đợi là Giáng sinh có thùng quà bên Mỹ và Có em đang hứa tôi là Con đang gửi cho cha một Ít đồ Giáng sinh để cho trang trí trong một phòng một Phòng thu âm cho nó đẹp Tôi cũng đang mong có Thùng quà nó về để trang trí cho đẹp Rồi người nói Bây giờ có iPhone 12 rồi Cha có mong không <laughs> Thưa chị em Mỗi người chúng ta có nhiều cái mong Cái đợi cái trông Nhưng mà sống tinh thần mồ vọng này Là chúng ta mong đợi Việc Chúa tỏ hiện mình ra Và Phaolô nói rằng Mời gọi tín hữu Corinto Và chúng ta nữa Hãy chú trọng tới cuộc hội ngộ Cùng Chúa Giêsu. xu Đối với Kỳ Tô Hữu thì điều quan trọng nhất là việc liên lỉ hội ngộ với Chúa, ở với Chúa. Không phải chỉ là mùa vọng rồi đến hết mùa vọng, đến qua mùa Giáng sinh rồi thì đến gặp Chúa nơi mang cỏ rồi thôi. Vậy nha, Chúa nha, chào nha, sang năm uh, uh, Merry Christmas nha, see you again nha. Một cuộc hội ngộ liên lỉ ở với Chúa. Nhờ đó vì quen với việc ở với vị Chúa của sự sống. Bản thân chúng ta sẵn sàng cho cuộc hội ngộ này, sẵn sàng được ở với Chúa muôn đời. Nếu ngay từ bây giờ ta không tập gặp Chúa, ở với Chúa thì làm gì khi nhắm mắt lìa đời ta chịu ở với Chúa đời đời, hạnh phúc đời đời, không đâu thưa anh chị em. Không phải là thì đàng giống như là từ trời rơi xuống giống như mình nằm chờ sung rục không nhưng mà là một cuộc khao khát mong chờ tìm kiếm và gặp Chúa hội ngộ Chúa từng ngày từng mùa từng tháng từng năm để chuẩn bị cho cuộc hội ngộ cuộc chung kết cuối cùng trên thiên quốc ở với Chúa đời đời cho nên cuộc hội ngộ tối hậu này sẽ xảy ra vào ngày cùng tháng tận của thế giới này. Thế nhưng, hàng ngày Chúa vẫn đến nữa. Để với ơn của Chúa chúng ta mới có thể hoàn thành những gì là tốt đẹp trong đời sống của mình cũng như nơi đời sống của người khác. Vị Thiên Chúa của chúng ta là Vị Thiên Chúa đang đến. A God who comes là một vị thiên chúa đang đến đừng quên điều này thiên chúa là một vị thiên chúa đang đến đứng tiếp tục đến cho nên chúng ta không thờ một thiên chúa cứng ngắc ở trên tượng đài hay là một khung hình một thiên chúa um, như là một bức tượng không nhưng mà chúng ta đang tôn thờ một thiên chúa sống động một thiên chúa đang đến vẫn tiếp tục đến việc chúng ta chờ đợi sẽ không bị ngài làm cho thất vọng nhớ chúa không bao giờ lỗi hẹn chúa không bắt mình phải hát, hát là hẹn chiều nay mà sao không thấy em gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh rồi ra Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé Để anh buồn anh dạo khắp quanh sân Nhìn điếu thuốc trên tay ngắn dần Anh sẽ nói gớm sao mà nhớ thế Không Chuyện hẹn hò của mình với Chúa Chúa không bao giờ lỡ hẹn Và có lẽ sẽ để chúng ta chờ đợi Ngài sẽ để chúng ta phải chờ đợi Chốc lát trong tâm tối Để lòng mong trung mong của chúng ta trở nên chín mùi thế nhưng ngài không bao giờ lỗi hẹn chúa bao giờ cũng đến ngài luôn ở bên chúng ta mà trong bài đọc một ngôn sứ Yahya chúng ta nghe đức chúa phán thế này chỉ còn chút nữa chút ít nữa thôi cái chút ít nữa thôi của thiên chúa là bao lâu ai biết Sao? bà Hà biết không Ông Xuân biết không? À, cô Loan biết không? Anh Dư biết không? À, chú Tuấn biết không? Cô Phụng biết không? À, bà Điệp biết không? À, mợ Phương biết không? À, Thím, à, Thím Mai biết không? À, chú Nghĩa với lại cô Châu biết không? Ai biết được chút nữa là chút nào. Nhưng một chút nữa, chút ít nữa thôi. Ngày ấy kể biết được nghe người mù thoát cảnh tâm tối. Ngày ấy kẻ hèn mọn sẽ thêm phấn khởi, người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng. Loài bạo chúa không còn nữa, quân ngạo mạn phải tiêu vong, mọi kẻ rất tâm làm điều ác ắt sẽ bị tiêu chỉ Một ít nữa, một chút nữa thôi. Đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội. Và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy Chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài. Vì thế, Đức Chúa nói, từ nay Jacob sẽ không còn phải xấu hổ. Từ nay nó sẽ không còn phải bẽ mặt thẹn thùng vì khi Jacob nhìn thấy nơi nó những công trình tay ta đã làm. Nó sẽ tuyên xưng danh ta là thánh, sẽ tuyên xưng đấng thánh của Jacob là thánh và sẽ kính uy thiên chúa của Israel một ít nữa, một ít nữa thôi, những kẻ tâm trí lầm lạc sẽ có được sự hiểu biết. Một ít nữa, một ít nữa thôi, những kẻ ương ngạnh sẽ chấp nhận lời răn dạy. Cái một ít nữa, một ít nữa là điều mà Chúa nói với thanh nữ Faustina là giờ của lòng thương xót. Chỉ còn một ít nữa thôi. Nếu mà không quay về với Chúa thì giờ của sự công thắng, giờ của lòng thư xót chấm dứt thì giờ của sự công thẳng tất cả những kẻ gian ác sẽ phải đền phải trả tất cả những kẻ kiêu ngạo sẽ bị lật đổ đây còn ít nữa thôi để cho những người ngông cuồng ngạo mạn những người mà chống đối lại lòng chúa thư xót họ quay trở về chúa cho chúng ta chờ đợi là như vậy Thời gian chờ đợi này là thời gian của ân sủng Chứ không phải là thời gian mà mà hành hạ mình Ôi đến thì đến đi bắt chờ hoài mệt quá wow, à, Chịu hống nổi đâu Không phải như thế Có những lúc Chúa không tỏ mình ra Nhưng Ngài bao giờ cũng đến Ngài đến vào giây phút chính xác trong lịch sử Và đã trở thành một con người để nhận lấy tội lỗi của chúng ta lễ giáng sinh tưởng nhớ lần đến thứ nhất của chúa giêsu nơi thời điểm lịch sử ngài sẽ đến vào ngày cùng tháng tận như một thẩm phán nhân trần ngài hằng đến với chúng ta viếng thăm từng con người chúng ta khi chúng ta tiếp nhận lời của ngài khi chúng ta lãnh nhận ơn thánh của ngài qua các bí tích khi chúng ta nhận ra anh chị em của mình sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài đã đến, đang đến và vẫn cứ tiếp tục đến qua những dấu chỉ đó. Bí tích, lời của Ngài, thai nhân mà ta gặp gỡ, những biến cố trên thế giới và trong đời sống cá nhân của mỗi người. Chúa Giêsu như Thánh Kinh nói cho chúng ta biết rằng đang ở ngoài cửa mà gõ cửa hàng ngày ngài đang ở ngoài cửa lòng của chúng ta ngài đang gõ cửa trong những ngày tĩnh tâm này tĩnh tâm mùa vọng 2020 này anh chị em lắng nghe tiếng chúa gõ cửa ra sao đấng hôm nay đã viếng thăm anh chị em đấng không ngừng gõ cửa lòng của anh chị em bằng một ý nghĩa bằng một ơn xoay động bằng một dấu chỉ bằng một biến cố có khi bằng một căn bệnh có khi bằng một cuộc tình bị vỡ, nát Có khi bằng một người thân yêu mới qua đời vân vân. Chúa gõ cửa lòng mình Ngài đã đến Bê Lêm. Ngài sẽ đến vào ngày cùng tháng tận Thế nhưng hàng ngày Ngài vẫn đến với chúng ta Đức Thanh Trang nhấn mạnh Hãy cẩn thận coi chừng Hãy nhìn vào những gì anh chị em cảm nhận thấy trong lòng mình khi Chúa gõ cửa mình có chừng ngủ quên là như vậy cho nên mùa vọng là một thức tỉnh thức tỉnh để ta nhận ra nghe được tiếng bước chân của ngài nghe được hơi thở của ngài nghe được tiếng động của trái tim của ngài khi mình yêu thương ai thì mình nghe được những cái đó nghe được tiếng bước chân của người yêu mình đang đến nghe được hơi thở của người mình yêu nghe được ngửi được cái sự hiện diện ngửi được cái mùi vị của người mình yêu có đúng thế không hãy tỉnh thức tỉnh thức để nhận ra sự hiện diện đó vô cùng nhẹ nhàng vô cùng tinh tế và nếu ta cứ ồn ào nếu ta cứ lao vào đi tìm tiền tìm danh vọng tìm chức tước khó mà nhận ra Chúng ta đều biết rõ là đời sống được làm nên bởi những gì là thăng trầm. Lúc lên, lúc xuống, lúc sáng, lúc tối, lúc thịnh, lúc suy. Mỗi một người chúng ta đều trải qua những giây phút thất vọng, thất bại và thất lạc. Có khi thất tình nữa, thất nghiệp nữa, phải không? Sao? Chị Phụng tìm được việc làm chưa? Thứ cha con lại thất nghiệp nữa rồi Nó cho việc làm mà làm không có nổi Chạy năm tầng lầu Một ngày lên, lên, lên xuống gần 100 lần Chịu không nổi Lại thất nghiệp nữa rồi Sao? Không? Anh Trung Thứ cha con thất nghiệp Con mới đi với cha Chứ con mà có việc làm thì Chắc con bỏ cha rồi Thưa anh chị em Thế thì Tình trạng của chúng ta đang sống đây Có khi đang bị đánh dấu bằng dịch bệnh Phát sinh ra những nỗi lo sợ sợ hãi và thất đảm nơi nhiều người. Trời ơi, cầu nguyện cho bên Mỹ chúng còn bìa chết hàng loạt. Trời bên Âu Châu chúng còn bây giờ chết như rạ. Trời bây giờ nó nhiễm tủm lum hết rồi. Cha ơi, hoảng loạn, hoảng loạn. Mùa vọng, mùa của sự đợi chờ, mùa của niềm vui. Bây giờ đang là mùa của u ám, u sầu. Nơi nhiều miền, nhiều nước vì virus corona vì thất nghiệp, vì khủng hoảng kinh tế. Chúng ta có nguy cơ trở nên bi quan yếm thế, có nguy cơ trở thành khép kín và lãnh đạo, không chơi với ai cho nó chắc ăn. Chúng ta cần phải phản ứng ra sao trước tất cả những sự ấy. Bài Thanh Vịnh gợi ý rằng, linh hồn chúng con trông chờ Chúa Chúa là sự phù trì, là thuẫn che chở chúng con, lòng chúng con hoan hỉ trong Chúa vì chúng ta tin tưởng vào danh của Ngài. Tức là linh hồn chờ đợi, tin tưởng đợi chờ Chúa, làm sao cho mình có thể được an ủi và can đảm trong những giây phút tăm tối nơi đời sống của chúng ta đây. Và đâu là những gì mang lại lòng can đảm và bảo chứng tin tưởng này đây? chúng từ đâu mà tới Chúng được phát sinh ra bởi niềm hy vọng Mà hy vọng thì không gây thất vọng Một nhân đức dẫn chúng ta tiến bước Hướng về cuộc hội ngộ với Chúa Đó là lòng tín thác Nhờ lòng tín thác Tin tưởng vào quyền năng lòng thương xót của Chúa Mà chúng ta mới có thể vượt qua Biết bao nhiêu khó khăn thử thách Đặc biệt là trong những biến cố Covid và thiên tai trong năm 2020 này Mồ vọng là một lời kêu gọi hy vọng nó nhắc nhở chúng ta rằng thiên chúa đang hiện diện trong lịch sử để đưa lịch sử tới đích điểm tối hậu của nó cũng như dẫn chúng ta tới chỗ viên chọn của nó đó là gặp được chính chúa đức giêsu kitô đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót thiên chúa đang hiện diện trong lịch sử nhân loại ngay là thiên chúa ở cùng chúng ta emmanuel god with us god with us thiên chúa ở cùng chúng ta thiên chúa không xa cách chúng ta thiên chúa luôn ở với chúng ta đến độ mà ngài thường xuyên gõ cửa lòng chúng ta chúng ta bước đi bên chúa thiên chúa bước đi bên chúng ta để nâng đỡ chúng ta chúa không bỏ rơi chúng ta Ngài hỗ trợ chúng ta qua các biến cố cuộc đời của chúng ta để giúp mình khám phá ra ý nghĩa của cuộc hành trình, ý nghĩa của cuộc sống hàng ngày. Và, thưa anh chị em, Thiên Chúa ban cho mình lòng can đảm khi chúng ta cần phải chịu đựng hay khi chúng ta bị khổ đau. Giữa những cơn bão tố của cuộc đời, Thiên Chúa luôn giang tay của Ngài ra cho chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi các thứ đe dọa thật là tuyệt vời. Hallelujah! Anh chị em nhìn lại coi có phải một năm vừa qua Chúa đang và tiếp tục dẫn dắt mình vượt qua khó khăn thử thách không? Nếu không giờ này tôi và anh chị em làm gì mà có thể còn đang ở bên nhau trong tĩnh tâm thế này mà lại còn có thể tĩnh tâm được với nhau, với nhau bất kể Covid, bất kể là có giáo điểm hay không có giáo điểm thế này chúng ta vẫn hiệp thông được với nhau không những là ở việt nam mà với tất cả anh chị em ở khắp nơi trên thế giới anh chị em đâu cần phải lặn lội để trở về việt nam hoặc tôi đâu có phải um, um, chạy sang bên mỹ hay âu châu để mà um, giảng tĩnh tâm cho anh chị em đâu và anh chị em đâu có phải tốn tiền xăng tiền nhớt hay là vé bay để mà đi đâu đâu ngồi nhà mà vẫn có thể gặp gỡ nhau vẫn có thể nhìn thấy nhau vẫn có thể cầu nguyện được với nhau vẫn có thể an ủi nâng đỡ nhau và hiệp thông với nhau vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Cho nên giữa những cơn báo tố cuộc đời Thiên Chúa luôn giang tay ra để đón nhận chúng ta. Giống y như bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Giêsu đang trên đường đi thì hai người mù đi theo kêu lên rằng Lại con vua David xin thương xót chúng con. Ngài có dừng lại không? không Y như là lúc nãy chúng ta thấy Có những lúc Chúa để cho mình Đợi chờ Chúa không trả lời Giữa những tối tâm nhất Người mù tối tâm cả về bên Thể xác lẫn tâm hồn Mắt thì không nhìn thấy Còn tâm hồn thì tối tâm Đau khổ Kêu lên lệnh con vua David Xin thương xót chúng con Mà Chúa không nói gì cả Khi Đức Giêsu về tới nhà anh chị em nghĩ một cái hành trình Không biết Ngày đang đi trên đường Không biết là đi đâu Không biết là từ Mỹ về Việt Nam Hay là từ Việt Nam sang bên Úc Hay là đi đâu tôi cũng không biết Nhưng mà chỉ biết là Ngày đang đi đường Thì người ta đi theo kêu Chúa Mà Chúa không dừng lại Không đáp gì cả Chúa về tới nhà Có đi theo hay không Có đi theo đúng đường hay đi chật đường đó Đức Giáo Hoàng nói chúng ta đó Hôm nãy Mình đi đúng đường thì cứ lẽo đẽo mà theo Chúa con đường trông gai, con đường khấp khảnh. Có khi mình thấy, trời ơi sao chú đi vào con đường này, thôi tôi mù thì mù chứ tôi cũng sờ sờ, tôi biết là cái con đường này nó không hay rồi, đi con đường khác đi. Nhưng mà không, Đức Yêu về tới nhà thì hai người mù ấy tiến lại gần. Chúng ta thấy một cuộc gặp gỡ kỳ lạ, một người sáng mắt thì đi trước, còn người mù thì lẽo đẽo theo sau. Và khi đến về đến nhà thì người mù ấy tiến lại gần. Dám không? Đáng lẽ ra Họ sợ chứ Biết đâu mà tiến đến Biết đâu mà đi đâu Cứ đứng lại cho nó chắc ăn Để Chúa tiến lại Cái điều hay ở đây là Họ tiến lại với Chúa Chúa cứ đi trước Về đến nhà Chúa vẫn không nói năng gì cả Thôi đến rồi Sao Nãy giờ thử chút thôi mà Sao hai chú sao Muốn gì Không Hai người một tiến lại Chúa lúc đó Chúa mới nói với họ rằng là các ông có tin là tôi làm được điều ấy không? Chúa có hỏi là bị mù gì không? Không. Mà họ có nói với, với Chúa là xin Chúa chữa cho họ sáng mắt không? Không, chỉ nói xin thương xót con. Và Chúa chỉ hỏi là các ông có tin là tôi làm được điều ấy không? Điều gì? Điều mà họ đang mong, đang ước, đang đợi, đang chờ. Là xin thương xót họ. Và khi nói rằng Đại Chúa xin thương xót chúng con và toàn thế giới thì ta phải biết rằng là tất cả những nhu cầu của mình Chúa biết hết rồi. Không cần phải, có những người đọc kinh được xin thương xót hai ông đang nằm bệnh viện bị virus corona và một bà sắp sinh và toàn thế giới. Không cần phải như thế thưa anh chị em hay là xin thương xót uh, bà hà Ung sum cho họ được hạnh phúc bên nhau và uh, cho hey, và toàn thế không khi nói xin thương xót con quý là chú biết con cần cái gì mà cho nên chú chỉ hỏi rằng có tin thôi chứ chú không hỏi là mày xin cái gì cả chú chỉ có tin rằng ta làm được cái điều đó làm được cái điều mà con đang mong đang ước đang đợi đang chờ đó họ đáp thưa ngài chúng tôi tin bây giờ người sờ vào mắt họ và nói chúa có thể chữa không cần đụng chạm nhưng vì là con người cho nên chuyện mà thiên chúa đặt tay chuyện thiên chúa sờ chạm đó là một cái thực tế chúa đang làm không chối cãi được chúa đặt tay chúa sờ chạm chúa chữa lành bởi quyền năng của chúa nhưng điều quan trọng để nhận được ơn đó là con người ta xin ơn có tin hay không đến với lòng thương xót chúa mà nghi ngờ chẳng được ích gì đến với lòng thương xót chúa mà thử chẳng được ích gì đến với lòng thương xót chúa mà dò sát có chuyện gì xảy ra cũng chẳng được ích gì đến với lòng thương xót chúa mà rình chờ coi để mà bắt bẻ hay là để bắt lỗi hay là để uh, um, bày mưu tính kế thì không được ích gì cả đến với lòng thương xót chúa là lạy ngài chúng còn tin Đức Giêsu sờ vào mắt họ và nói Các anh tin thế nào thì được như vậy Tin thế nào được như vậy Những người đến xin chúng tôi cầu nguyện Tôi luôn luôn nhắc lại câu này Tất cả do lòng tin của anh chị em Tôi không có quyền năng như Chúa Để mà sờ tay mà đặt tay Để mà chữa lành cho anh chị em Không Tôi không có cái đó Chúa là đứng chữa lành cho anh chị em Còn chúng tôi chỉ cầu nguyện cho anh chị em để nhắc nhở anh chị em tin vào Chúa, để đưa anh chị em đến gặp được chính Đức Giêsu và Chúa cũng hỏi mỗi người anh chị em đến xin chúng tôi cầu nguyện là các ông, các ông, các bà, các anh chị em có tin hay không? Tin thế nào được như vậy? Mắt họ liền mở ra và họ đã nói về Chúa khắp cả vùng khi rời khỏi đó. Ước gì mỗi một người cũng mở mắt linh hồn mình ra trong mùa vọng này để nhận thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mắt tâm hồn mình mở ra để mình tin rằng chỉ có Chúa là đấng duy nhất trong cuộc đời này. Yêu thương chữa lành được cho tôi. Và khi mắt tôi mở ra nhận ra quyền năng chữa lành của Chúa, tôi tuyên xưng lòng tin đó. Tôi làm chứng Tôi công bố, loan báo cho mọi người về những điều kỳ diệu Chúa làm cho tôi. Không sợ hãi, không e ngại không sợ bất cứ một quyền lực nào cả vì chúa ở cùng tôi amen